Em chào các bác nha. Nay em có con máy gọi là mài mũi phay búa lô xua các kiểu luôn. Đó, thì hôm nay em xin giới thiệu cho bác xem. Thì bác nào có nhu cầu liên hệ em nhé. 0938 312 207. Thì cái con này á, thì thứ nhất là em rất là vừa bụng nó. Nó có thể là mài mũi tu gì đó, tu bi được ha. Nhờ bộ này xoay đây ha. Rồi đầu này có thể là kẹp mũi phay ha. Rồi trên này á thì có thể xoay được, xoay qua xoay lại cái đầu đá được ha. Rồi cái này là côn đủ kiểu được ha. Nhưng mà ngược lại cái bàn này cũng ra rô được luôn nhá. Rồi cái bàn này cũng lên xuống được luôn, mà chạy qua chạy lại được luôn. À đây này, lên xuống trượt trục này ha, ra rô trượt trục này, bẻ đầu trục này, lên xuống trục này, bút lô xua, nói chung là bút lô xua các kiểu. À, con này hai đầu đá. À, thì cũng như hồi nãy em giới thiệu, thì motor của con này là Mitsubishi. Bẻ xoay độ ở đây, xoay độ ở đây luôn, vắt độ đây, hình bán nguyệt, ra rô luôn, lên xuống luôn, lên xuống ở đây là có cứ hãm nha. Rồi ở trên này á là quay 190 độ ha. Đây. Đây quay đến đây 190 độ ha. Đấy, một con máy như thế này thì rất là hiếm ha. Đấy, khi mà ở đây á là cái này có cữ ha, chạy tới chạy lui được ha. Để mài thì ở trong này nó có gắn cái collet nha. Cái collet này mình có thể gắn collet 32 16 18 20 22 24 26 28 đến 6 ly ha. Các loại. Mà trong khi đó còn cái này là trượt ra rô được. Đây. Xoay cái này ha, trượt ra rô được. Mà cái này trượt tới lui được mà còn xoay độ được luôn. Đó, thì anh em cân đối xem, nếu có nhu cầu xài máy này thì liên hệ với mình nhé. Đấy, số điện thoại 0938 312 207. Ở đây có 3 nấc để sử dụng ha. Cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3 ha. Đấy. Thì ở trong này là cầu chì. Đấy, ở đây là nguồn điện 200V ha. Các bác muốn tham khảo kỹ hơn thì sợt là CG gạch ngang 200N. Đấy là cái máy này ha. Thì đây các kích thước sử dụng ở trên này. 125 nhân 50 nhân phi 31 nhân 175. Đấy. Con này sản xuất năm 1990 nhá. Đời rất khá mới ấy. So với các kích thước ha, đây. Tờ giấy này hướng dẫn sử dụng nhá. Bác nào yêu thích con này liên hệ mình nhá. 0938 312 207. Tất nhiên mỗi một đời máy nó sẽ là một cái kiểu khác nhau. Đấy thì bác nào thích cái loại nào thì xài loại đó thôi. Còn bác nào thích mài mũi khoan thì đây, năm khía ha. Em chỉ quay sơ thôi. Nhưng con này có tên là Toa Kikai. Em sẽ quay lại cho bác xem. Đây. Toa Kikai, con này bẻ độ được 180 độ. Toa Kikai 180 độ ha. Rồi, con Nakabo. Mài mũi khoan Nakabo ha. Con này bẻ độ ở đây thì nó là 20, 50, 60, 80, 90, xong lại ngược lại, tức là nó cũng phải 180 độ đấy. Đấy, ở đây á có chỗ nhào nhá. Đây, cục này là nhào để đảo mài me nhá, mài me mũi khoan. Đấy. Rất là, nói chung là tới lui qua lại xoay độ lên xuống. Đó. Đó. Bác nào thích mài mũi khoan của Toa Kikai thì liên hệ con kia. Mài mũi khoan của Nakabo thì liên hệ con này. Nhưng mỗi con một chức năng khác nhau. Em sẽ nói cho bác. Con này nó có chức năng đúc đầu côn vô. Đúc đầu côn vô đây. Mài mũi khoan ở đây cụt hoặc để thông. Không cần đúc đầu côn thì mài được mũi khoan nhỏ ha. Phi 50 trở xuống. Con này đặc biệt, phi của nó thì nó chỉ có khoảng chừng 32 thôi. Nhưng mà mài suốt từ đầu này tới đầu này, cây mũi khoan dài có thể 6 tấc được.
Các bác ha. Các bác có nhu cầu liên hệ em 0938 312 207. Em cảm ơn.